còn hai góc mài vàng nha, đây một góc nha, chiều cao nó khoảng nửa mét á, cây này nửa mét á, hoành thì cái đế nè. Mấy cái này mai vườn nhà mình, không phải cây mình đi mua, này mình bán cho rồi, bán xong rồi. Cây này một góc nè, cây này hoành chắc khoảng 30 ạ, góc khoảng 30 ạ, bự lắm. Nói chung mà bự thì không phải bự, nhưng mà bự theo cái giá mình bán thôi, chứ không phải bự chứ không phải bự chảng, bự theo cái giá mình bán thôi, theo cái giá mình bán là cây này là bự rồi. Cây này nguyên cái trà hôm bữa quay nè, bữa anh bán 500 bán không được nên bán gốc 200 rồi. Cây này hoành 20 mấy nè, 26 27 gì. Nguyên cái trà đẹp lắm nè, cây này là cái trà bữa đẹp lắm, mình bứng lên mình cắt lại. Hai góc mai vàng nha, để chứ 200.000 mình ăn mình nhậu cũng hết. Bán góc mai vàng trồng 7-8 năm trời bán có 200.000, ai mua được mai thứ hai mình gửi luôn. Cái này nó lên một cái trà tự nhiên đẹp lắm, cái này mình chơi bông là khỏi chê luôn. Cái trà nè, mấy cái này mới bứng nha mấy bạn, mới bứng đúng một ngày, một bứng hồi bữa thứ bảy nay chủ nhật. Ủa bứng bữa thứ sáu chứ, hôm nay hai ngày chứ, hai ngày rồi,